Trung Quốc vừa chính thức đưa đường xe lửa cao tốc dài nhất thế giới vào hoạt động, nối hai thành phố lớn là Bắc Kinh ở phía Bắc với Quảng Châu ở phía Nam. Đường xe lửa cao tốc Bắc Nam dài gần 2.300 km với vận tốc đạt tới 300 km một giờ, giảm thời gian di chuyển giữa hai vùng từ 20 tiếng trước kia, nay xuống còn 8 tiếng. Tàu sẽ đi qua 28 thành phố lớn ở 6 tỉnh khác nhau, có thể chở tới hơn 200.000 lượt khách một ngày và được cho là giảm hiệu quả tình trạng quá tải trong giờ cao điểm, theo truyền thông Trung Quốc đưa tin. Tuy nhiên, quá trình phát triển mạng lưới đường cao tốc Bắc Nam này gặp khá nhiều khó khăn. Nhiều ý kiến cho rằng Bộ Đường sắt của Trung Quốc có dịp làm xuôi lòng người dân sau vụ tai nạn lật tàu cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải khiến 40 người thiệt mạng hồi tháng 7 năm trước. Ngược lại, vụ tai nạn cũng khiến người dân lo ngại về mức độ an toàn và phần nào kìm hãm hy vọng xuất khẩu công nghệ xây dựng hệ thống tàu cao tốc của Trung Quốc. Cùng với đó là giá vé cao so với thu nhập bình quân, với mức thấp cho một chiều đi là 137,3 đô la Mỹ, tương đương 3% tổng số lương một năm của một viên chức bình thường của Trung Quốc. Tuy thu giá vé cao, Bộ Đường sắt vẫn gặp khó khăn trong việc thu lãi, cùng với đó là quyết định cắt giảm của nhà nước dành cho đầu tư mở rộng mạng lưới xe lửa cao tốc trong những năm tiếp theo, và thay vì đó khuyến khích đầu tư tư nhân. Các hãng hàng không trong nước cũng đã bắt đầu giảm giá để cạnh tranh với hệ thống xe lửa cao tốc ngày càng mở rộng ở Trung Quốc.